Ngoài ra, chỉ thị này cũng dự thảo sẽ nghiêm cấm công chức viên chức uống bia rượu trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa và ngày trực, không đi uống cà phê, la cả quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc, không đi muộn về sớm. Các trường hợp là người đứng đầu, công chức viên chức khi vi phạm kỷ luật lao động, lề lối làm việc phải được làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm cụ thể để xử lý kỷ luật nghiêm minh. Chỉ thị này được ban hành như một biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động của công chức, tránh tình trạng mất tập trung, sao nhãng trong giờ làm việc của đối tượng này.